mà thua chị chết đi em. Đây là cây kiếm màu đỏ cuối cùng luôn nè các bạn. Mình sẽ đâm đâm lỗ này. Em sẽ lấy màu vàng. Qua tới màu vàng hả? Màu vàng màu của chị mà. Không, em tới màu vàng. Vậy đây đâm đi, cho luôn. Cho màu vàng luôn đã. Đâm lên cho hải tặc nó nhảy lên cho chị nào. Đều nào. Hết màu đỏ rồi, bây giờ mình sẽ lấy qua màu xanh lá nha các bạn. Lựa cái lỗ nào đây ta? Cẩn thận nha cô cưng, nó mà nhảy lên là lọ nghẹ đầy mặt nha. Nêu nêu. Ủa cái con này nó có bị hư không mà sao đâm nãy giờ nó không chịu nhảy vậy? Ai biết. Màu xanh lá là màu không có may mắn với mình đâu các bạn ơi. Nhiều khi đâm